Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Đảo của tôi. Thì sau những ngày thời tiết không khí lạnh tăng cường, thì bây giờ những chiếc ghe mành chụp đã bắt đầu ra khơi làm mực đêm. Và phía trước mình đây là một chiếc ghe mành chụp vừa mới đi làm mực đêm về này các bạn. Lúc này là 5 giờ 30 sáng các bạn. Chiếc ghe mành chụp vẫn còn đang sáng đèn. Thời tiết mặc dù là đài còn báo gió cấp 6, tuy nhiên với những chiếc ghe mành chụp cỡ lớn như thế này thì với gió cấp 6 thì vẫn có thể ra khơi được các bạn. Đây là cổng cảnh chiếc ghe mành chụp về bến đang có chuẩn bị thả neo này. Ghe mành chụp rất là kình càng luôn, nên mỗi khi thả neo thì khá là vất vả, phải mất khá là nhiều thời gian. Đây là ghe mành chụp làm mực đêm với những thiết bị đánh bắt rất là hiện đại. Đây là khu vực ngoài cảng tàu của đảo Phú Quý các bạn, cách cảng tàu khoảng 100 mét. Đó, chiếc ghe mành chụp vẫn còn đang sáng điện luôn này. Rồi lúc này vẫn còn tờ mờ sáng. Thời tiết trên đảo Phú Quý hôm nay khá là lạnh. Trời có khi đổ mưa rào các bạn. Tuy nhiên nghề biển vẫn tiếp tục diễn ra rất là tấp nập. Thường thì mùa này chỉ có những chiếc ghe mành chụp cỡ lớn hoặc là những chiếc ghe giã cào thì mới có thể ra khơi. Còn ngoài ra là những chiếc ghe mành chụp thường chiếc ghe mành chụp thì sẽ kéo lên bờ trong mùa này. Tuy nhiên cũng có những chiếc chưa thể kéo lên bờ và còn ở ra khơi đánh bắt. Những chiếc ghe biển làm mực đêm cỡ nhỏ thì đã kéo lên sửa chữa hết rồi các bạn. Đây là thời điểm tháng 10 âm lịch, khoảng tháng 10 và tháng 11 thì những chiếc ghe biển sẽ được kéo lên để mà sửa chữa sau một mùa ra khơi đánh bắt. Đến khoảng trước Tết nửa tháng hoặc là một tháng thì những chiếc ghe biển mới bắt đầu xuống nước lại. Đây còn đây là một chiếc ghe mành chụp nữa của đảo Phú Quý nè các bạn. Chiếc này thì đã về bến rồi, đang có neo đậu cũng tại ngoài khu vực cảng biển đảo Phú Quý. Những chiếc ghe mành chụp này rất là khủng, chiều dài tầm khoảng 17 đến hơn 20 mét các bạn, chiều rộng có chiếc đạt đến 6 mét. Đây bên trên này cũng có thêm một chiếc ghe mành chụp nữa này. Chiếc này thì nhỏ hơn chiếc lúc nãy. Chiếc này chiều dài khoảng tầm 16 đến 17 mét các bạn, chiều rộng khoảng 5 mét. Rất là nhiều ghe mành chụp đang có neo ngoài khu vực cảng biển của đảo Phú Quý này. Đây còn đây là một chiếc ghe mành chụp nữa này. Chiếc này khá là to. Chiếc này chiều dài cũng phải hơn 20 mét các bạn, chiều rộng có thể đạt đến gần 6 mét đó. Ở khu vực này thì có khoảng 7 đến 8 chiếc ghe mành chụp đang có neo đậu. Những chiếc này thì đã về sớm và có những chiếc cũng chưa ra khơi các bạn. Hôm nay thì ghe mành chụp ra khơi cũng khá là ít, chỉ có khoảng 3 đến 4 chiếc. Do thời tiết vẫn còn đang biển động á, nên những chiếc ghe mành chụp cũng ít ra khơi. Đây
Đây còn phía dưới này tiếp tục là một chiếc game ảnh chụp nữa này. Chiếc này neo trước cảng tránh trú bão các bạn. Ở phía dưới cảng Hòn Tranh. Chiếc này cũng khá là dài. Chiều dài chiếc này cũng tầm khoảng 18 đến 20 mét các bạn. Khá là dài. Chiếc này cũng là ghe mành chụp của đảo Phú Quý luôn. Ghe của đảo Phú Quý luôn. Chiếc này thì hôm nay không ra khơi. Đây còn phía dưới khu vực Hòn Tranh cũng có thêm một chiếc ghe mành chụp nữa này. Chiếc này cũng không ra khơi các bạn. Chỉ có một số chiếc ra khơi. Biển đảo Phú Quý ơi rất là đẹp luôn. Phía xa là Hòn Tranh các bạn. Đây còn đây là một chiếc ghe mành chụp vỏ thép. Đây là mô hình ghe mành chụp vỏ thép này. Cũng đang có neo đậu tại khu vực ngoài cảng biển đảo Phú Quý. Ghe mành chụp vỏ thép khá là to luôn. Chiếc này cũng tầm 25 mét các bạn. Chiều rộng có thể đạt đến 7 mét. Giống như một chiến hạm giữa đại dương luôn. Thì ghe mình chụp thì rất là nhiều ghe vỏ thép. Khá là to. To hơn những chiếc ghe vỏ gỗ các bạn. Ghe vỏ thép thì được thiết kế giống như kiểu tàu, tàu đánh cá. Bên trên bù số 0 thì cũng có khá là nhiều ghe mạnh chụp đang có neo đậu. Lúc này thì có một chiếc xuồng đò này đang có tăng tốc tiến vào trong bến cảng này. Chạy với vận tốc khá là nhanh. Những chiếc xuồng đò dịch vụ đưa đón các ngư dân từ các ghe neo đậu ngoài khơi đi vào trong bến cảng này. Chạy với tốc độ rất là khủng luôn. Tiếp tục tăng tốc rất là nhanh. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày mới thành công và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây, phía trước mình tiếp tục là một chiếc game mình chụp vỏ thép nữa này các bạn. Rất là to luôn.